Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game Naruto khác nữa nha anh em. Thì hôm trước mình có một con giống như vậy, anh em chơi anh em nói lắc quá, thì hôm nay mình kiếm được một cái con game này rất là ngon nha anh em. Thì con này cũng dựa fan thôi, thì anh em có thể lấy lên về cài đặt mà chơi ha. Thì con này nó giống như con trước ha, thì free cho mấy anh em là hậu trường nha anh em. Thì con này vượt quá là cũng tương đối nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em chơi con này ha. Thì trước tiên là anh em đi tải game nha anh em. Rồi anh em vào phần mô tả của video này, anh em lấy link nha anh em. Anh em sẽ lấy cái link Google như thế này ha. Thì anh em mở lên á, thì nó có dạng như thế này. Ở đây nó có hai link, một link là vượt quá và một link là China. Anh em nào chơi vượt quá thì tải cái link trên ha. Anh em nào muốn chơi ngôn ngữ China thì tải cái link dưới nha anh em. Hai cái link này là một game ha, một server nha anh em. Còn phần này là lên nền nha anh em, đấy hậu trường ha, thì anh em có thể chơi nha. Anh em lưu ý với mình khi mấy anh em gửi tướng là anh em chỉ gửi được tướng 15 sao thôi, level 1200 nha. Rồi thì con này anh em cài đặt game xong anh em vào thì anh em sẽ thấy màn hình tạo tài khoản như thế này nha anh em. Anh em chỉ cần gõ tài khoản mật khẩu, anh em nhấp vào nút bên phải thì anh em sẽ đăng ký được tài khoản nha anh em. Anh em đã ký xong thì anh em sẽ nhấp vào nút bên trái thì anh em vào game thôi. Thì con này nó có hai server nha, anh em chơi server nào cũng được nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ test cho mấy anh em là cái server 2 nha. Thì đây là một cái phiên bản tướng LR nha anh em. Đây, những con tướng LR như thế này nha anh em, rất là đẹp nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua game nha anh em. Đây. Đây là mình đang chơi trên server 2 nha anh em, nhân vật của mình tên là Shin 2 ha. Còn đây là cái phần hậu trường nha anh em, thì bây giờ mình sẽ test cho mấy anh em xem ha. Rồi mình sẽ chọn quận 2 nè. Ở đây mình sẽ gõ tài khoản ha. Đấy, tài khoản như thường lệ của mình là bãi tên nha anh em. Ở đây mình chọn nạp kim cương nè, thì cái này mình test demo cho mấy anh em thôi, mấy anh em có thể lấy bao nhiêu tùy thích ha. Rồi anh em thấy rất là thành công nha anh em. Đây, đã có kim cương nha anh em. Rồi thì tiếp nữa là mình sẽ gửi cặp mục nè. Thì gửi cặp mục thì anh em thường thường là có xu nền và đồng kim bảo là các kiểu nha anh em. Thì mình sẽ gửi xu nền ha, những cái cần thiết cho anh em SP đồ ha. Thì anh em mình sẽ gửi là 1 2 3 4 5 con đi, 5 con số 9 nha anh em. Khi sớm mình có test thử là mấy con số 9 rồi. Đấy, ở đây gửi thành công ha. Rồi thì mình sẽ thử cho mấy anh em xem cái có xu nền nó có hoạt động hay không nha anh em. Thì mình sẽ mua cái gói 12 nguyên nè. Đây. Đấy, ok nha anh em. Đấy, xu nền là rất ok ha. Rồi tiếp đến là mình sẽ gửi tướng nha anh em. Đây, anh em thấy ở đây tướng là anh em gửi chỉ 15 sao thôi nha. 15 sao level 1200 là mới ok nha anh em. Rồi thì mình sẽ chọn gửi anh hùng nè. Đây, gửi anh hùng ha. Ở đây thì mình sẽ chọn 15 sao nè. Ở đây là mình sẽ chọn anh hùng để gửi vào nha anh em. Thì ở dưới này ấy, có những cái con là R nè. Đây, ví dụ mình sẽ chọn một con nha anh em. Danzo nè ha. Đây, level là 1200 nha anh em. Đây, gửi nè. Đấy, anh em thấy không? Đây. Nó đây. Quá im nha anh em. Thì con này chạy rất là ok nha anh em. Rất là mượt luôn. Rồi, thì mình sẽ gửi tiếp nè. Con Karudo gì nè. Đây. Ok ha. Đây nè. Ví dụ mình thử cho mấy anh em nè, mình sẽ chọn 20 sao nè, 20 sao nè, cũng cái con này luôn ha. Đấy, nó báo thành công nhưng mà không có trong game nha anh em. Cho nên là đôi khi anh em gửi anh em không xem video á kỹ, anh em không đọc info kỹ, anh em gửi 25 sao đến 35 sao, như ở trong nền này nó để đến là 35 sao luôn mà anh em gửi là không, nó không có vào nha anh em. Đấy. Anh em chỉ gửi 15 sao là ok nha. Rồi ở đây thì mình sẽ gửi thử cái con Naruto nữa nè. Đây. Ok chưa? UR nè. 1200 ha, level 1200 ha. Rồi thì anh em có thể gửi những cái anh hùng anh em tùy thích ha. Thì nền hoạt động rất là ok nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy thử phó bản cho mấy anh em xem luôn nè. Mình sẽ chạy thử full tướng luôn nha anh em. Đây, full tướng mạnh luôn để xem skill nha anh em. Nếu mà anh em quất full tướng skill nó bị lỗi thì anh em có thể bỏ tướng ra bớt nha anh em.
Đấy, như vậy thì rất là ok nha anh em. Thì kêu bung luôn ha. Rồi thì toàn bộ link của con này mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Cũng như dưới phần bình luận ha. Anh em vào mà lấy với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. All my life I will be there for you.